Em chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với video giới thiệu sản phẩm của hệ thống điện máy Ecomat. Như anh chị có biết thì hiện tại thì thời tiết thì đang ngày càng nắng nóng, thì nhu cầu mua điều hòa của gia đình nhà mình ngày càng tăng cao đúng không ạ? Và để đáp ứng cái nhu cầu cũng như là thể theo nguyện vọng của rất là nhiều gia đình, thì trong tuần này từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 tại hệ thống điện máy Ecomat thì đang chạy chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn cho sản phẩm điều hòa. Đối với dòng sản phẩm điều hòa thì khi anh chị mua tại hệ thống điện máy Ecomat đều sẽ được tặng chọn gói công vật tư lắp đặt theo tiêu chuẩn. Nên anh chị yên tâm ạ, anh chị chỉ cần có nhu cầu thì Ecomat sẽ đáp ứng ngay cho anh chị. Và anh chị sẽ có ngay sản phẩm sử dụng rất là mát trong cái mùa hè nóng như thế này. Hiện nay thì Ecomat đang áp dụng giảm giá trực tiếp tới một số các mặt hàng điều hòa. Thì để hiểu rõ hơn về những mặt hàng nào đang áp dụng chương trình khuyến mại cũng như là nhìn thực tế sản phẩm, thì tại video ngày hôm nay em xin quay cho anh chị xem trực tiếp tới những sản phẩm đang áp dụng chương trình khuyến mại trong tuần này đối với mặt hàng điều hòa. Đầu tiên như anh chị có thể nhìn thấy đó chính là mẫu điều hòa Daikin một chiều Invector. Mẫu này thì với mã sản phẩm là STK25VAVMV, sản xuất và ra mắt vào năm 2021 và bán liên tục đến năm 2022. Đối với dòng điều hòa Daikin mẫu mã này thì đã đang được sản xuất là tại Việt Nam với tiêu chuẩn tiết kiệm điện 5 sao. Bây giờ em sẽ mở ra cho anh chị xem ạ. Như anh chị để nhìn thấy, sản phẩm thì được thiết kế rất là đẹp và với cái những đường led uốn lượn rất là tỉ mỉ và chi tiết. Với cái sản phẩm điều hòa này thì khi anh chị mua hàng tại Ecomat đều sẽ được tặng chọn gói công vật tư lắp. Vật tư lắp được tặng thì sẽ bao gồm những gì ạ? Vật tư lắp được tặng sẽ bao gồm là 3 mét ống đồng, 7 mét dây điện, 5 mét ống thoát nước thải mềm, đai bu lông ốc vít và giá đỡ cục nóng. Đối với cái vật tư đấy bên em tặng thì đã đủ để lắp một cái điều hòa hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn của hãng rồi anh chị ạ. Sản phẩm này thì đang bán với giá là 10.990.000, nhưng trong tuần này từ ngày 27 tháng 6 đến ngày mùng 3 thì chương trình khuyến mại chào hè thì sản phẩm này sẽ được giảm giá trực tiếp chỉ còn là 9.590.000, đều sẽ được tặng chọn gói công và vật tư lắp. Với nhiều nhà, khi anh chị muốn dùng gia đình phòng dưới 15m2 thì đối với cái điều hòa 9.000 đang chạy khuyến mại này, có lẽ đây sẽ là một sự lựa chọn sáng suốt nhất tới gia đình nhà mình. Anh chị hãy qua ngay Ecomat Đông Anh hoặc Ecomat Mê Linh để trải nghiệm sản phẩm này, sau đó dinh ngay về cho nhà mình để lắp ạ. Bên cạnh mẫu điều hòa Daikin là một mẫu cao cấp và có phân khúc giá khá là cao đang được chạy chương trình khuyến mại thì nhiều gia đình vẫn đang hơi băn khoăn lo lắng về cái giá tiền, thì anh chị có thể tham khảo sang một mẫu khác cũng đang chạy khuyến mại tại Ecomat, đó là mẫu của Samsung. Vậy đó là mẫu nào thì em xin phép là quay tới anh chị xem ạ. Mẫu điều hòa Samsung đang được khuyến mại có giá vô cùng tốt. Nó ưu đãi ở cái chỗ nào ạ? Tức là nó có cả mẫu 9.000 và mẫu 12.000 bên em đang chạy khuyến mại ưu đãi rất là lớn. Nhiều anh chị còn chưa biết rằng là phòng bao nhiêu mét vuông thì lắp điều hòa sao cho phù hợp ạ. Thì ở video này em sẽ xin giải thích luôn tới anh chị. Phòng dưới 15m2 thì anh chị lắp 9.000, dưới 25m2 thì mình lắp 12.000, dưới 35m2 thì mình lắp 18.000 ạ. Ecomat hiện tại đang chạy hai cái mẫu của điều hòa Samsung này với mã sản phẩm của mẫu 9.000 là AR09TIHQ QASINS1 ạ, và mẫu AR12TIHQ ASCES. Hai mẫu này thì đều là của Samsung, có thêm công nghệ là Invector, là công nghệ tiết kiệm điện. Bảo hành của sản phẩm là 2 năm giàn lạnh và 10 năm cho máy nén. Những cái dòng sản phẩm của Samsung thì đang có giá rất là tốt. Ví dụ như mẫu 9.000 thì sẽ khuyến mại chỉ còn 6.590.000, mẫu 12.000 thì với giá là 7.890.000. Đối với những cái giá như này thì đang là giá ưu đãi rất là tốt và đều đã được tặng chọn gói công và vật tư lắp đặt.
Bên cạnh cái mẫu có tiết kiệm điện này thì ưu điểm của hai sản phẩm này là gì ạ? Đó là nó có cái lọc sạch không khí và cái làm lạnh nhanh. Đây là hai sản phẩm của Samsung. Bên cạnh mẫu Samsung đã là mẫu đã có giá tốt rồi, thì để có thêm sự lựa chọn cho gia đình nhà mình thì anh chị có thể tham khảo sang mẫu Copper 9000, cũng đang chạy chương trình ưu đãi chào hè với giá rất là tốt. Đó là mã sản phẩm SC09FS32, với giá tặng chọn gói công và tương lắp đặt là 5.850.000. Nhưng đối với Copper này lại có một cái nhược điểm, đó là con này không có tiết kiệm điện ạ. Nếu mà nhà mình lắp cho lớp học hoặc là lắp cho công ty thì anh chị có thể chọn dòng điều hòa cơ này. Ở trên thì em đã giới thiệu với anh chị rất là nhiều các mẫu điều hòa đang áp dụng khuyến mại, nhưng mà mới chỉ giới thiệu đến các mẫu Daikin này, Samsung và Copper thôi ạ. Thì ưu đãi lần này bên em cũng ưu đãi tới mẫu điều hòa Sharp, giá rất là tốt. Dạ vâng, mẫu điều hòa Sharp thì nhập khẩu Thái Lan với công suất là 18.000 BTU. Giá tặng chọn gói công và vật tư lắp đặt là 12.990.000. Anh chị biết rằng là Ecomart đang ưu đãi giảm giá ngày hè không chỉ áp dụng cho dòng điều hòa một chiều đâu ạ. Ưu đãi lần này rất là lớn, áp dụng cho cả mẫu dòng điều hòa 2 chiều và đặc biệt hơn nữa là áp dụng đặc biệt cho dòng điều hòa Panasonic ạ. Như anh chị có thể nhìn thấy, ưu đãi ngày hè lần này thì áp dụng cho cả mẫu 12.000 và mẫu 9.000 của dòng XZ9 và XZ12, XKH đều là những model mới nhất và đang được bày bán và bán chạy nhất tại hệ thống điện máy Ecomart ạ. Đối với dòng điều hòa của Panasonic thì đều nhập khẩu là Malaysia, nên anh chị yên tâm về chất lượng cũng như là trong sử dụng thì đảm bảo anh chị sẽ rất là ưng ý ạ. Dạ vâng, trên đây là những cái mẫu điều hòa đang áp dụng chương trình chạy khuyến mại ngày hè tại Ecomart. Thì anh chị có thể qua Ecomart Đông Anh hoặc Ecomart Mê Linh để trải nghiệm cũng như là nhìn thực tế sản phẩm, và sau đó thì anh chị sẽ quyết định mua cho mình. Chương trình lần này thì chỉ bắt đầu từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 3 tháng 6 ạ. Anh chị còn chần chờ gì mà không qua ngay Ecomart để dinh ngay cho mình sản phẩm này về và trải nghiệm một mùa hè rất là mát mà không có nắng nóng nữa, đúng không ạ? Dạ vâng ạ, cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.